Chắc có. Em bật webcam lên nào. Quốc cường, Huy Đức, Hoàng Kiệt. Khang. Bạn Hương Ly, bạn có kính kinh nhỉ? Tuấn Lâm, Trần Thị Linh. Xuân Chiến, Hiếu, Thị Huệ, Đoàn Công Hoàng, Lê Đình Chi, Phi Long, Nhật Minh. Bạn hôm nay chúng ta vào buổi thứ ba ôn tập. Hai buổi trước chúng ta đã học về cấu tạo hình học, cách tìm phản lực, ta học về cách tính toán dàn trong buổi thứ hai. Buổi này thầy sẽ ôn các em về phần tính toán nội trong các khung và cách vẽ biểu đồ. Ta cũng sẽ có thể hệ có hệ thống truyền lực, đấy là một cái hệ ghép. Ta ghép các hệ lại nào. Về lý thuyết, thầy sẽ trình bày qua với em, chúng ta sẽ không cần phải quay lại các cái phần slide, chúng ta chỉ cần nói với nhau chuyện một chút thôi. Trong hệ khung, nội dung nhất là chúng ta sẽ học về cách tính hệ đầu tiên chúng ta học về nội dung một, cách tính nội lực. Chúng ta nói là MQN. Theo thứ tự mà chúng ta sẽ tính toán và vẽ. Vậy đầu tiên về cách tính nội lực trong hệ khung. Thì rất đơn giản. Nội lực trong hệ khung tại một vị trí để tiết diện bất kỳ trong hệ khung thì là một hệ mà vùng áp thanh hàn với nhau, khớp với nhau. Trên đó, trên thanh thì có các cái lực tác dụng của các trục thanh hoặc là song song với trục thanh. Về nguyên tắc cơ bản trong hệ khung, mỗi khi chúng ta cắt qua tầm tiết diện thì nếu ở trong đó là liên kết hàn thì nói chung ta có ba thành phần nội lực, có ba thành phần, nó bao gồm moment uốn, M gọi là moment,
Thành phần thứ hai là thành phần lực cắt, gọi là lực cắt Q. Lực cắt này vuông góc với trục thanh. Và thành phần cuối cùng là thành phần N, với tại một cái diện bất kỳ, các em luôn luôn có cái việc này, cắt ra một cái ở một vị trí bất kỳ, ta bao giờ có một cái bộ moment, lực cắt, lực dọc là các quy ước về dấu. Bởi vì khi chúng ta chưa biết giá trị, khi chưa biết giá trị và chiều, ta quy ước chung, quy ước này tất cả các bạn đều phải chấp nhận. Moment đương sẽ làm căng thứ dưới. À, vậy cho cái phần dầm thì cái này dễ dàng nhìn thấy được thế dưới. Còn với phần cột chúng ta khó biết đâu là thứ dưới, đâu là thứ trên. Vì thế mà chúng ta thường phải quy ước người quan sát. Người quan sát thì luôn luôn đứng ở bên phải ngoài cùng của bản vẽ. Chúng ta sẽ làm cho tất cả các cột. Và như thầy đã chứng minh cho chúng ta trong quá trình học thì người quan sát đứng ở đâu thì chúng ta tính toán vẫn như vậy. Kết quả ra vẫn giống nhau, không có gì khác biệt. Thế mà người quan sát đặt câu chẳng qua chỉ để chúng ta khi chúng ta vẽ ra cái thớ mà chúng ta chưa biết, thớ căng, chúng ta chưa biết giá trị, ta có cái giá trị vẽ toán. Còn tính toán ra rồi thì giá trị âm ở dương, men và quy ra thớ thì giá trị đều phải. Phải tóm lại M mà dương thì sẽ làm căng thứ dưới hoặc bên phải. Vậy thì làm căng thứ dưới hoặc bên phải. Chúng ta chấp nhận được quy ước này thì cũng giống như chúng ta chấp nhận là người quan sát ở dưới cùng của bản vẽ và luôn được bên phải của bản vẽ hay của kết cấu. Quy ước này là quy ước thường dùng nhất. Có những thầy thì đặt cho các em là quy ước là người quan sát đứng ở bên trong kết cấu, chẳng vấn đề gì cả. Chỉ có điều là khi chúng ta bên trong như vậy, với công trình chúng ta có nhiều cột, nhiều nhịp, nhiều tầng, thì lúc bây giờ bên trong là bên nào, sẽ có cột chúng ta sẽ làm ở bên trái, cột ở bên phải. Có nhiều phòng quá thì biết trong phòng nào. Vậy thì cái quy ước đó có một cái dở thì chúng ta không, nó có thể thống nhất với một cái cột, mà một cái thể mà gồm có hai cột tức là một phòng ở thì còn được. Còn nếu có nhiều phòng thì chúng ta những cái cột ở giữa sẽ khó biết được là thứ nào là thứ trái, thế nào là thứ phải, nó thay đổi, chúng ta chuyển từ phòng này sang phòng khác. Rồi về lực cắt, lực cắt dương sẽ làm cắt dương là lực cắt mà có chiều đi vòng xung quanh phần dài. Nó có chiều vòng xung quanh phần dài, à, căng của tiết diện dưới lại của tiết diện. À, chúng ta giữ lại phần nào thì nó làm căng cái thứ dưới của phần đó, không phải là cái phần bên cạnh. Một mặt cắt bao giờ cũng sẽ chia một tiết diện nó làm hai hai phần, vậy phần trái phần phải hoặc là phần trên cổ thì có phần trên gần thì phần trái phần phải. Và chúng ta giữ lại phần nào thì moment dương sẽ làm căng thứ dưới của phần đó. Phần quy thì chiều của lực cắt thì sẽ đi vòng xung quanh cái phần mà vậy thì lực cắt ở bên trái dương nó cũng sẽ khác với lực cắt ở bên phải dương. Vậy nhớ là xung quanh phần dưới lại theo chiều kim đồng hồ. Và cuối cùng là quy ước về lực dọc dương là có chiều làm cho phần là có chiều đi ra khỏi mặt cắt của phần dự án, tức là làm cho phần bị cắt kéo
kéo ấy. Phần cắt. Vậy đây là ba cái quy ước mà chúng ta cần phải nhớ. Khi chúng ta chưa biết thì đây là cái phần mà chúng ta quy ước. Vậy sau khi mà chúng ta đặt các cái chiều của moment được cắt được dọc xong rồi thì xét cân bằng là sử dụng ba cái phương trình cân bằng lực cho cái phần được cắt ra, cho phần được giữ lại. Ta luôn tìm được ba thành phần. Vậy có nghĩa là độ lực tại một điểm bất kỳ trên kết cấu ta luôn luôn tìm được. Và vì chúng ta tìm được nên chúng ta luôn luôn vẽ được các biểu đồ nội lực này. Vậy biểu đồ nội lực, biểu đồ nội lực là cái biểu đồ biểu diễn nội lực tại tất cả các tiết diện trên kết cấu do nguyên nhân, nói chung là nguyên nhân M gây ra. Vậy thì về nguyên tắc, chúng ta có phương pháp mặt cắt, chúng ta tìm cắt liên tục, cắt tại thật nhiều điểm. Chúng ta tìm nội lực tại rất nhiều điểm, sau đó chúng ta lối lại. Chúng ta sẽ có được biểu đồ nội lực mà thôi. Nào, trong quá trình mà vẽ biểu đồ nội lực này, ta có quy ước là moment, biểu đồ moment. Vẽ về phía, vẽ theo thứ căng. Để chúng ta tính toán căng thế nào thì vẽ về phía đó. Có nghĩa là tính ra dương, moment vẽ ở dưới hoặc bên phải, moment âm vẽ ở trên bên trái. Còn biểu đồ lực dọc cắt và lực dọc N thì dương vẽ lên trên, âm vẽ xuống. Vậy dừng lại ở đây thì ta thấy rằng là cái việc mà vẽ biểu đồ moment và lực cắt được dọc khó khăn. Vì chúng ta đã biết cách xác định moment được dọc được cắt tại bất cứ một tiết diện nào, đấu chỉ bằng phương pháp cắt. Sau đó viết phương trình cân bằng. Vậy thì về nguyên tắc chúng ta cứ vẽ lấy thật nhiều điểm cắt ra rồi tính kiểu gì chúng ta sẽ vẽ được. Vấn đề là chúng ta muốn vẽ nhanh thì chúng ta chỉ cần tính toán tại một vài điểm. Vậy về nguyên tắc sử dụng mặt cắt và điều kiện cân bằng, ta có thể tính nội lực tại vô số điểm trên kết cấu và vẽ biểu đồ để vẽ biểu đồ. Tuy nhiên để vẽ nhanh, tức là tính tại ít điểm nhất, tính nội lực tại ít điểm nhất, thì ta có thể sử dụng phương pháp vẽ thực hành hay còn gọi là vẽ theo phương pháp treo biểu. Và các em muốn vẽ nhanh, chúng ta treo biểu đồ thì sẽ có cách vẽ nhanh. Vậy treo biểu đồ là như thế nào? Chúng ta cũng học cái phương pháp này, là phương pháp vẽ thực hành còn gọi là treo biểu đồ. Để thực hiện bằng cách đó là vẽ trên từng đoạn thanh thẳng, trên đó tải trọng có giảm, có giảm sau. Chúng ta xét một vài giảm
đầu tiên là trên thanh không có tải trọng tác dụng. AB không có tải trọng vuông góc trục thanh. Và thứ hai là trên thanh AB có tải phân bố đều, có tải trọng quy phân đều. Và loại số 3 là trên thanh AB có tải trọng tập trung P vuông góc của trục thanh. À, cái này đều là vuông góc cả này, vuông góc trục thanh trên quy phân bố đều vuông góc trục thanh. Nào, phần trừ thứ ba này thì P cách đầu A một đoạn là A nhỏ, cách đầu B một đoạn B nhỏ. Và đương nhiên A cộng B thì bằng chiều dài L. L là chiều dài của thanh. Vậy trường hợp thứ nhất là trên thanh mà không có tải trọng thì vẽ thế nào? Và chúng ta xác định moment MA, tức là moment tại điểm A. MA MB. Xác định thế nào thì bằng phương pháp mặt cắt và viết phương bằng. Là nhớ là chúng ta chỉ cần tìm mỗi moment thôi, không cần tìm lực cắt và lực dọc. Thế nên tại hai tiết diện A và B các em chỉ cần thực hiện mặt cắt, sau đó xác định moment. Mà để xác định moment thì chúng ta chỉ cần dùng, nhớ là phương trình cân bằng này chỉ cần chỉ cần dùng một phương trình cân bằng moment tại vị trí mặt cắt. Thì lúc bây giờ phương trình này nó sẽ không có lực cắt và moment, không có lực cắt và lực dọc tham gia phương trình moment. Là cách viết phương trình này chúng ta viết bình thường các phương trình khác, không gì khác biệt. Có một vài cái cách mà chúng ta có thể xác định nhanh hơn bằng cách là nếu chúng ta, như thầy nói là giả sử chúng ta coi ở vị trí cắt đó là một cái ngả, vậy thì tất cả các phần phản lực và ngoại lực chúng ta sẽ xét cân bằng. Chúng ta sẽ xét bằng cách là tìm tay đòn của lực, sau đó là xem các lực đó gây ra căng thứ trên hay dưới, trái hay phải tại vị trí chúng ta cắt ra. Sau chúng ta cộng vì cộng tác dụng là chúng ta sẽ cộng tất cả các giá trị moment nó lại. Đó là một cái cách để tính toán moment tại một tiết diện một cách trực quan. Còn nếu không thì các em cứ dùng mặt cắt đặt moment theo chiều mà chúng ta quy ước, sau đó viết phương trình cân bằng cũng ra kết quả nó không trực quan. Rồi, làm gần gần làm nhiều chúng ta sẽ xác định cái phần moment MA MB này nhanh nếu các em mà làm nhiều bài tập. Cả ba trường hợp này đều phải xác định moment MA MB. Vậy thì cóp lại, vậy trên thanh AB có tải trọng quy phân bố đều thì chúng ta xác định moment MA MB bằng phương mặt cắt, và có tải trọng P thì cũng phải xác định tương tự như vậy. Vậy bước 1 là giống nhau. Đến bước thứ hai là nếu trong trường hợp thứ nhất thì chỉ cần nối, nếu trên AB không có tải trọng tác động thì chỉ cần nối hai tung độ tại A và B, ta không cần phải treo gì nữa, mở ngoặc không cần treo, trên này không có tải trọng tác dụng không cần treo. Còn nếu trường hợp thứ hai là trên thanh lại có tải trọng phân bố đều quy tác dụng, bây giờ chúng ta cần treo. Treo đầu tiên thực hiện như thế nào? Đó là chúng ta nối hai tung độ tại A và B. Ta tìm được MA MB ở phía trên rồi, bây giờ chúng ta phải nối hai tung độ này lại. Và ta gọi đây là đường nối. Trên đường nối này là tại trung điểm của đường nối.
ta lấy tung độ treo được ký hiệu là mu bằng QL bình phương nhân 8. Và theo chiều của tải trọng và vuông góc của trục hành là được. Và chúng ta treo một đoạn là QL bình phương chia cho 8. Và theo chiều của tải trọng và vuông góc phải được chuẩn. Rồi, sau đó vẽ một đường parabol. Vẽ vậy đường cong qua 3 điểm qua 3 tung độ. Đó là tung độ MA, MB và tung độ treo. Trường hợp thứ ba làm tương tự như vậy, tuy nhiên chúng ta không phải tại trung điểm của đường nối mà chúng ta lấy tại cái điểm đặt lực P trên đường nối. Chúng ta lấy một tung độ treo, giá trị bây giờ sẽ là PAB chia cho L. Cũng theo chiều của tải trọng và vuông góc với đường chuẩn. Sau đó chúng ta vẽ được đường, ta không vẽ đường cong mà chúng ta vẽ trên là vẽ đường, vẽ đường parabol. Dưới này chúng ta vẽ hai đường thẳng qua 3 tung độ MA với tung độ treo và MB treo. Đây là tóm tắt của phương pháp vẽ thực hành. Em chỉ cần nhớ có đúng ba cái trường hợp này. Trường hợp thứ nhất là trên thanh không có tải trọng. Trên thanh có tải trọng phân bố đều Q. Và trường hợp thứ ba là trên thanh có một lực P vuông góc với thanh. Các tung độ treo cần nhớ đó là QL bình phương trên 8. Trong đó Q là tải bố vuông góc với thanh, L là chiều dài của thanh. Còn tung độ thứ hai là PAB trên L. P là tải trọng tập vuông góc với trục thanh. AB là khoảng cách tương ứng tới đầu bên trái, đầu bên phải. L là tổng chiều dài của thanh. Nhớ ba trường hợp này chúng ta sẽ vẽ được biểu đồ moment trên hệ. Vẽ bằng cách nào? Đó chính là trên hệ đầu tiên chúng ta sẽ xét các đoạn thanh. Các đoạn thanh này trước hết phải thanh thẳng và trên đó có các tải trọng tác động như chúng ta đã học trong ba trường. Nếu hệ mà có tải trọng khác đi chúng ta sẽ xem lại sách, ví dụ tải trọng phân bố dạng tam giác hoặc dạng phân bố như là hình sin parabol. Trong sách sẽ có treo khác cho các em, thầy sẽ không dạy các trường hợp này, các em tự xem. Tóm lại trên hệ chúng ta chỉ xét các loại tải trọng, một là tải trọng tập trung, hai là tải trọng phân bố đều. Nếu trên hệ mà trên thanh mà có tải trọng dạng moment uốn, ta cũng có phương pháp treo biểu đồ cho thanh có moment uốn. Các em có thể xem sách để xem cách treo cho trường hợp uốn. Còn nếu các em không thực hiện việc treo cho moment uốn thì chúng ta cũng có thể chia cái thanh đó ra thành hai thanh khác nhỏ hơn với điểm chia ở giữa là tại điểm của moment tập trung. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ trên hai thanh bên trái và bên phải tập trung. Vậy sau khi bạn đã xác định được các cái thanh mà chúng ta vẽ rồi thì chúng ta sẽ dựa vào mẫu thực hành này, đó là chúng ta sẽ xét moment, xác định được moment tại đầu trái đầu phải của thanh. Sau khi mà xác định được rồi thì việc còn lại rất đơn giản, chỉ việc treo mà thôi. Và đây là toàn bộ nội dung của phương pháp vẽ thực hành. Ôn tập chúng ta sẽ ôn tập sau. Nếu ôn tập thì về phần thực hành chúng ta thực hành sau. Thầy nói tiếp về cái nội dung thứ
Hai là cách tính hệ ghép. Có ai có hỏi gì về phương pháp vẽ thực hành hay không? Hai. Đó là cách tính hệ ghép. Nào, trong sách có một bài ở trong cái phần bài giảng đăng và các cái tính hệ khác nữa, ví dụ tính hệ ba khớp. Hệ ba khớp như thầy hôm trước nói nó không khác gì với các hệ khác, nó chỉ khác duy nhất cho cái phần tính toán phần phản lực trong hệ ba khớp. Nó có thành có bốn thành phần phản lực, thì mà các em cần phải sử dụng thứ tư là phương trình cắt tại mặt cắt tại khớp giữa của hai miếng cứng. Vậy thì về nguyên tắc với hệ tính định, các em cứ cắt các hệ ra, cứ tách ra. Phản lực tại liên kết là hàn chúng ta có 3 thành phần, tại liên kết là khớp chúng ta có 2 thành phần. Kiểu gì các em cũng sẽ viết đủ phương trình cân bằng cho các cái miếng cứng đó, được tách ra nó các em sẽ tìm ra tích. Và sau khi tìm ra phản lực rồi thì cái việc xác định nội lực trong từng phạm vi của mỗi miếng cứng là thực hiện bằng cách. Với hệ ghép chúng ta cũng tính toán cách tương tự. Đó là nếu như chúng ta tách được các hệ ra rồi xét phương trình cân bằng thì chúng ta cũng luôn luôn tìm được các phản lực. Phản lực đối với trái đất và phản lực giữa các hệ với nhau. Nếu đã tìm được các phản lực đấy rồi thì các hệ sẽ tính toán giống như các hệ đơn. Có duy một điều là vì các hệ này nó có tính chất chính phụ nên thứ tự tính toán nếu chúng ta học thì chúng ta sẽ học cái thứ tự tính toán đó, là chúng ta sẽ tính toán với hệ phụ trước, tính toán với hệ chính sau. Vì sao thế? Bởi vì nếu chúng ta tính toán với hệ chính trước thì các cái phản lực từ hệ phụ sang chúng ta chưa biết nên chưa tính được. Tóm lại là để thứ tự tính toán thì chúng ta phải tính toán với hệ chính trước. Còn nếu các em tính toán với hệ phụ, tôi phải tính toán với hệ phụ trước. Còn nếu các em tính toán với hệ chính trước có được không? Được. Có điều là biết xong phương trình cân bằng cho hệ chính rồi thì chúng ta phải dừng lại để tiếp tục tính sang hệ phụ mới quay trở ngược, quay ngược trở về để giải cái hệ phương trình của hệ chính. Các phản lực trong hệ chính đó tại vị trí hệ phụ liên kết mạng ta chỉ. Với cái tính hệ ghép thì đầu tiên để làm được cái việc đó thì chúng ta phải phân tích được hệ chính và hệ phụ. Và như thầy nói, nếu bạn nào không thích phân tích chính và phụ thì cũng chẳng sao cả. Các em cứ tách tất cả các hệ ra, chỗ nào là liên kết khớp thì đặt vào đó là các thành phần phản lực ngang phụ. Chỗ nào liên kết hàn thì là ba thành phần phản lực MNQ vào đấy. Đều là các ẩn số cả. Có bao nhiêu miếng cứng thì chúng ta sẽ có bấy nhiêu các phương trình, các em nhân 3 lên mỗi miếng cứng có 3 phương trình, biết tất cả phương trình ra. Thì kiểu gì các em cũng sẽ giải được tất cả các phản lực tại các vị trí liên kết. Và các em sẽ nhìn thấy rõ ràng là phản lực nào sẽ phải đợi phản lực khác, phản lực nào tính được ngay. Những phản lực nào mà tính được ngay thì chính là các phản lực trong hệ phụ. Chẳng qua chúng ta không biết là hệ phụ nên chúng ta cứ viết bừa hết ra. Còn hệ nào mà chúng ta tính toán mà phản lực phải đợi các hệ khác thì hệ đó chính là hệ chính. Vậy thì để tránh cái việc mà chúng ta viết bừa phứa như thế mà tính toán nó chậm đi thì chúng ta sẽ có một chút phân tích lúc trước. Đó là chúng ta phân tích xem hệ nào là hệ chính, hệ nào là hệ phụ. Thứ tự sẽ tính toán từ hệ phụ, hệ chính. Vậy làm sao phân tích được thì cái này lại càng đơn giản nữa. Đó là chúng ta làm gì? Đầu tiên chúng ta tách các hệ ra. Tách các hệ sử dụng mặt cắt. Tách các hệ bằng các mặt cắt. Vậy sau khi các em tách các hệ ra của mặt cắt thì việc còn lại là sẽ xét tính chất biến hình hay bất biến hình của hệ còn lại, của các hệ độc lập, các hệ đã tách. Nếu hệ đã tách ra là bất biến hình, là tự đứng được. Nếu là chỉ với các liên kết nối đất thôi nhé, còn tất cả các liên kết với các hệ khác chúng ta tách ra mà không thay thế bất cứ cái gì khác, nó tách ra độc lập. Nếu hệ đã tách ra là bất biến hình, ta chỉ dựa vào các liên kết còn lại, các liên kết nối đất còn lại, chúng ta gọi đây là hệ chính. Đó là hệ chính.
Còn nếu hệ đã tách ra mà là bất biến hình sẽ là biến hình, là không được thì là hệ phụ. Vậy thôi. Bước tiếp theo còn lại là chúng ta đặt các hệ theo thứ tự từ trên xuống. Đó là vẽ hệ phụ trước. Hệ chính bên dưới. Tại các vị trí liên kết giữa các hệ ban đầu, ta thay vào đó, ta thay vào trên hệ phụ các liên kết đối tượng tương đương với liên kết ban đầu. Ví dụ ban đầu là liên kết khớp hay là bằng đối tượng cố định, còn là liên kết thanh hay là bằng đối tượng di động. Và nhớ là đó là ở trên hệ chính, là sẽ ở trên hệ phụ. Còn trên hệ chính ta đặt các phản lực tương ứng. Và thứ tự tính toán là tính hệ phụ trước. Là tính hệ ở trên cao trước nhất. Trên cao trước. Sau khi tính hệ trên cao, tính toán các hệ đơn giản đó. Ví dụ như là có thể là hệ dàn, hệ dầm, hệ khung, ba khớp. Chúng ta tính toán những hệ chúng ta đã học vậy thôi. Đó. Phản lực tính được tại các vị trí đối tượng đối với hệ chính sẽ được sử dụng để tính trên hệ chính bên dưới. Nếu là các giá trị phản lực hay là các vector phản lực trên hệ chính có chiều ngược với chiều của các phản lực. Và sau đó cuối cùng là chúng ta tính hệ chính với các phản lực. Và việc tính toán này cũng giống như tính toán các hệ đơn giản đã học. Đó là thứ tự ta tính toán hệ ghép. Ai gọi gì không? Kết cấu một khá đơn giản. Cái phần mà tính toán nội vẽ biểu cho trong hệ khung. Cần ôn tập lại trong hai cho các bạn. Ôn tập. Quốc Cường có hỏi riêng em? Thôi em không ạ. Phạm Hoàng Ban có hỏi gì không? Dạ không ạ. Ok. Không có hỏi gì, chúng ta sẽ đi làm các ví dụ. Và giống như buổi hôm trước, nghĩa là ví dụ em làm cần thầy giúp đỡ.
dẫn gì thì dẫn. Ta cũng làm khá nhiều các bài cho mình rồi. Nào đã làm nhiều, ta làm lại một vài bài. Các bạn nào thấy đã lại làm rồi, bảo thầy chọn bài khác. Bài khung số 2.53 này các em làm chưa? Bài thành công này chúng ta không cần làm. Chưa nhớ làm chưa, làm rồi ta làm lại vậy. Là bài 2.53. Đặt tên cho nó A. B. C. Năm rồi đấy ạ. Năm rồi à? Ok. Năm rồi ạ. Vậy chúng ta bỏ cái này đi. À không, thậm chí ta sửa đi. Rồi chúng ta có thêm cái phần thanh này nó nối dài ra. Và đây chúng thêm tải trọng tập trung tác dụng. Giá trị tải trọng ở đây ví dụ bằng 40. Điểm này thì gọi là điểm E. Cho nó khác đi tí, chúng ta xóa bớt cái tải trọng tập trung. Làm rồi. Chúng ta chỉ còn mỗi cái tải trọng bố đều ở ngoài này. Yêu cầu là tìm phản lực. Tìm phản lực. Tại A, B. Tôi vẽ biểu đồ. Liên hệ. Cắt thì chúng ta quên mất chữ ôn. Cắt thì đơn giản, chúng ta chỉ có một duy nhất. Vẽ biểu đồ được cắt quy. Đó là m phải quy trái phải bằng m phải trừ m trái chia cho chiều dài L cộng L chia. M phải trái M phải quy tại đầu phải thì bằng M phải M trái chia cho L cộng với QL và quy phải. À, cộng là quy trái. Còn quy phải thì bằng giá trị đó như thế.
5-20 phút là làm. Làm nhanh thì chúng ta sẽ có thời gian làm các bài khác. Nhớ cho thầy các xanh này nghiêng một góc 45 độ. Tại điểm B này có một moment tập trung giá trị là 80 m. Gợi ý tính toán phản lực thì chúng ta dùng mặt cắt và tính dàn vậy. Ta cắt đứt trái đất ra khỏi hệ đầu A đầu B bây giờ là lơ lửng và đặt các giá trị phản lực tương ứng ở các vị trí liên kết chúng ta cắt ra. Các thành phần đó là những cái gì chưa biết thì chúng ta đặt vào tính toán.
Thế thấy có hai bạn Hoàng Hoàng Ban với lại Thu Hương còn đang để webcam, các bạn khác tắt thì Duy Anh còn webcam, các bạn khác là tắt hết rồi ạ. Bạn có làm không? Đang làm thêm khoảng 15 phút nữa nhé. À, ok. Có câu hỏi gì không? Trả lời thì có nghĩa là không có câu hỏi gì. Các bạn đang làm. Các em làm xong chưa? Xong rồi ạ. Xong rồi à? Ờ, ngon. Bạn nào vừa làm xong rồi nhỉ? Xuân Chiến à? Dạ vâng. À. Hoàng Ban đã làm xong chưa? Em làm quy rồi. Em làm đến quy rồi gì? Ok. Lê Thị Thu Hương làm đâu rồi? Em làm đến quy rồi ạ. Ok. Này hỏi những bạn nào mà đang để webcam đâu. Bùi Duy Anh làm bên đâu rồi? Đang tính nốt biểu đồ mình. À. Chiến này phản lực tại A và B tính ra bằng bao nhiêu? Ta VB là 85,5. Đã thấy chưa? Còn VA là 124,5. Ok. Thầy sẽ có, nếu thầy cắt bỏ A, cắt bỏ liên kết với trái đất tại B. Vậy bây giờ trong kết cấu này của thầy nó chỉ còn lại còn gì cả, không còn liên kết nối đất nào cả. Tại A là bây giờ thầy sẽ có các thành phần phản lực. HA là mấy nhỉ? HA em ra 0 ạ. Ok. HA là bằng 0. Nào trong cái phần này. Ta cắt ra ở vị trí gối tựa cố định. Nên tại thành phần này chúng ta cũng có hai thành phần phản lực. HA và VA. Đó là cách chiếu lên hai phương theo phương đứng. Ra không gọi đó là quy, không gọi là lực dọc, không gọi là lực cắt, vì đó liên kết với đất. Em đặt là quy cũng được, n cũng được, vấn đề gì. Bạn nào không thích thì có thể đặt cái này là n theo phương vuông góc với lại thành AD, chúng ta đặt là quy. Ta tìm hai thành phần NA, QA cũng được, chẳng vấn đề gì cả. Tuy nhiên chúng ta mà cắt ra tại lối đất thì thầy nói rằng chúng ta nên thay bằng V và H thẳng tiện. Ở đây chúng ta có VB. BB em tính ra bằng 8 phẩy mấy nhỉ? 81,5 à? 85,5 thế. 85,5. Đơn vị là kiloNewton. Còn VA bằng mấy? 124,5 ạ. 124,5 kiloNewton. Nào cùng kiểm tra lại tay ông này theo phương đứng. Này 124,5 cộng với 85,5 chúng ta có 210. 210 trừ 80 trừ 40 còn lại 90. 90 chính là lực 30 nhân 3. Ok. Vậy tổng bằng rồi đấy. HA này bạn tính bằng 0, dễ nhìn thấy là lực trên phương ngang là bằng 0. Các giá trị phản lực này các bạn đã làm rồi. Hoàng Ban, Thu Hương, kết quả có ra khác cái này không? Giống bạn ạ. Có giống em? Ok, Hoàng Ban ra giống gì? Dạ vâng ạ. Ok, vậy các bạn tính ra đúng như thế thì chúng ta sẽ vẽ tiếp cái biểu đồ moment. Moment ở đây, ba em vẽ trên mấy đoạn? Em vẽ trên 4 cái đoạn ở bên ngoài xong rồi tính nút ở phần trong theo nút ạ. À, vậy thì em
Câu trả lời của em là em tính trên 4 đoạn và một đoạn ở giữa. Vậy của em là tính chuẩn 5 đoạn. Vậy để vẽ trên từng đoạn một thì chúng ta sẽ tính moment tại từng điểm một, tại từng đầu, chỉ nói tại đầu của mỗi đoạn một. Ví dụ đoạn CD này thì đầu bên trái moment tại C bằng mấy? Đầu bên phải moment tại D bên trái là bằng mấy? Chúng ta phải tính được moment tại hai giá trị này. Sau khi tính moment tại giá trị này, chúng ta sẽ sử dụng cái bài toán số 2 và chúng ta hoàn toàn sẽ vẽ được moment. Tương tự như thế, thành EAF là chúng ta cũng tính toán trên moment tại E, moment tại F. Tại AD chúng ta cũng tính moment tại A, tại D. Và moment tại EB chúng ta cũng tính toán trên E. Nhớ là tiết diện này chúng ta chọn là ở bên trái so với cái moment tập. Bởi vì trên các thanh này, moment là không có tải trọng. Tăng động, moment của nó vẽ theo trên thanh này. Và thanh cuối cùng chúng ta chỉ cần tìm moment tại điểm này. Tại điểm này là xong. Bạn 3 bạn tìm moment tại hai điểm trong đó, tại D và tại E bên trong. Bằng tách nút, các em có thể tách nút hoặc là cắt. Tách nút bản chất cũng là mặt cắt, nhưng mặt cắt tròn tại nút. Không, chúng ta cắt ra một phần bất kỳ tại điểm đó rồi xét cân bằng ra kết quả. Rồi, vậy biểu đồ moment ta sẽ cùng xem. Vẽ biểu đồ moment bằng thực hành, thầy sẽ xóa cả những cái khác đi tại đường. Và nhớ lại cho thầy là cái tải trọng tác động trên hệ này, kết cấu sau khi cắt ra khỏi trái đất rồi, các em tưởng tượng là nó đang lơ lửng không gian như vậy. Các cái đầu B và A bây giờ là đầu tự do rồi, không còn là nối đất nữa. Vì chúng ta thay thế trái đất bằng các cái phản lực hay các cái ngoại lực tác động, không còn liên quan nữa trái đất nữa. Rồi, vậy biểu đồ moment được vẽ thế nào? Và bớt đi cho nó dễ. Vậy đây là biểu đồ moment M. Moment M bây giờ chúng ta xem cái thanh nào dễ trước. Ví dụ như thanh EF. Thanh EF này thì moment tại F bằng mấy? Ban giúp thầy mấy cái này. Thì là moment tại F bằng 0. À, moment tại F bằng 0. Còn moment tại E tại đầu này bằng mấy? Moment EF bằng 40 nhân 3, 120 căng thứ trên. Bằng 40. Cái đầu này là đầu tự do, đầu F đầu tự do này. Moment này ấn từ trên xuống dưới. Vậy tại E này chúng ta căng thứ trên, giá trị là bằng 40 nhân tay đòn của nó bằng 3. Các em nào mà không biết cách tính kiểu như thế này thì chúng ta có thể cắt tại E ra đúng các phương trình cân bằng chúng ta tính. Giá trị ra tương đương, thầy sẽ không dạy cái cách đó. Và cái này nó sẽ là bằng, thế không ôn cách đó thì đúng không? 40 nhân 3 và giá trị của nó sẽ là bằng 120. Moment trên này có cần phải treo không em? Dạ không ạ. Không cần. Vậy chúng ta chỉ cần vẽ thẳng xuống là xong. Và sau khi vẽ thẳng xuống, chúng ta vẽ các đường độ vuông góc trục thành. Rồi, vậy là xong cái phần đầu tiên. Là moment trên cái thanh EB thì chúng ta cũng phải tìm moment trên hai đầu. Cái đầu B này trước, đầu B này moment là mấy? 80 ạ. Bằng 80 căng thứ nào? Căng thứ dưới ạ. Căng thứ dưới. À, vậy các em nhìn thấy cái đầu này, nếu tiết diện chúng ta cần tính cái tiết diện này, moment tác động ở bên dưới của nó. Nếu các em cắt nó ra thì dễ dàng nhận thấy là moment này nó sẽ làm cho moment của phần này căng thẳng. Đấy. Nếu ai không nhìn thấy thì thầy vẽ lại. Tại B này chúng ta có moment tập trung bằng 80.
có một lực tập trung 85,5. Tiết diện chúng ta cắt ra là tiết diện nằm sát với đầu tự do ở đó. Ở đây chúng ta có đủ bộ moment lực cắt, lực dọc. Lực dọc, lực cắt. Chưa biết thì đều quay xung quanh cái phần lực cắt theo chiều của đồng hồ. Dọc thì hướng ra ngoài mặt cắt, làm cho phần này được bị kéo. Và cuối cùng là moment là cái cần tính. Moment là cái cần tính làm căng thứ dưới. Vậy đi từ dưới lên. Vậy em cân bằng xoay cho cái phần nút này. Thì em sẽ dễ dàng nhìn thấy cái moment này cũng tính ra được bằng 80 dương. Cái lực ngoại lực 80 này quay ngược chiều kim đồng hồ. Đó là chiều dương. Trong trường hợp này cân bằng với cái 80. Vậy cái này là căng thứ dưới bằng 80. Còn bạn nào vẽ luôn 80 căng thứ dưới. Vậy các em vẽ vuông góc với trục của cái thanh này và lấy giá trị là bằng 80. Đó. Thế còn moment tại cái đầu ở trên này thì bằng bao nhiêu bạn? Moment EB bằng 80 cộng với 85,5 nhân 3, 85,5 là VB. À. Vậy thì tại moment tại E này bạn ấy vừa nói thức đó là bằng 80 là moment này. Nếu ông cắt cái đầu ở E này ra thì tưởng tượng tại đầu E này nó cũng có 3 thành phần moment lực cắt lực dọc y xì như này. Nhưng bây giờ nó dài hơn một chút nó ra tận đầu E này. Vậy các em nhìn thấy cái đầu mà cái đầu E trên này ngoài cái moment 80 này gây ra cục vớ cái đầu ở phía dưới thì cái lực 80,5 này nó cũng gây ra moment cho cái tiết diện E ở đây. Tại tiết B ở dưới này nó không có moment gây ra bởi 85,5 bởi vì cái phần ta cắt này nó rất sát này. Nhưng mà chúng ta cắt xa nó ra thì giá trị 85,5 chúng ta phải nhân với tay đòn ở trường hợp này là bằng 3. Tay đòn là gì? Tay đòn chính là khoảng cách từ điểm lấy moment mà cho với lực. Vậy trong trường hợp này điểm lấy moment là E. Vậy cái phương vuông góc của lực đến cái điểm đó chính là cái phần chiều dài này bằng 3. Vậy ta có cái này 85,5 nhân với 3 rồi cộng với cái này. Giá trị ra bao nhiêu bạn? 336,5 ạ. 336,5. Vậy thầy dựng một đường vuông góc ở vị trí này, thầy lấy là 336,5. Và bây giờ trên moment ở đây thầy cần treo không? Không ạ. Không. Vậy thầy chỉ cần nối hai tung độ này vào. Vậy đây chính là biểu đồ moment trên thanh đó. Và dựng vuông góc thành các cái đường. Vậy rất là đơn giản, với những thanh nào mà không có tải trọng tác động chúng ta dễ dàng vẽ được bằng cách tìm moment tại hai đầu. Là bằng cách tương tự chúng ta có thể tìm được moment tại cái đầu E bên trái này. Để chọn màu khác đi, màu da cam để tìm moment tại E này. Làm nào để tìm moment này? Có hai cách, một là chúng ta mặt cắt để cắt vòng tròn xung quanh cái mắt E, chúng ta cân bằng moment tại mắt, tại nút. Hoặc hai là các bạn dùng luôn cắt, cắt qua điểm đó. Cái này đây là các bạn có thể sẽ dùng để tìm moment tại E. Vậy khi mà thầy cắt ra thì điều gì xảy ra? Tại E này về nguyên tắc như thầy nói trước nó đều có lực dọc. Thanh này là thanh nằm ngang nên lực dọc của nó nói trục thanh, vậy lực dọc theo chiều này. Lực cắt của nó chúng ta chưa biết giá trị. Chúng ta cho nó quay xung quanh cái phần lực cắt theo chiều kim đồng hồ. Và cuối cùng nó có một cái moment M. M ở đây làm căng thứ dưới, vậy đi từ dưới lên của tiết diện thanh này là một ngang. Giá trị này chính là giá trị M mà thầy cần tìm. Moment này nó phải cân bằng với tất cả các cái lực còn lại trên cái phần này gây ra. Vậy nếu thầy lấy biểu đồ, thấy phương trình cân bằng moment tại điểm này thì thầy luôn luôn viết được cái phương trình cân bằng moment tại điểm đó để cho cái phần này nó không xoay. Vậy thì dễ dàng nhận thấy moment M rồi cộng với 10 là lực này. Với tâm moment ở điểm này nhân với tay đòn là 3. 80 này quay ngược chiều kim đồng hồ và chúng ta trừ đi 80 vì nó ngược chiều với cái moment ở chúng ta. Và cuối cùng một lực VB nữa bằng 85,5. 85 này quay ngược chiều kim đồng hồ, vậy thầy này trừ đi 85,5. Rồi thầy nhân 3. Tay đòn của nó cũng bằng 3 vì điểm lấy moment của nó là điểm này. Vậy thì tất cả cái này phải bằng 0.
Vậy thì suy ra M chính là bằng, giá trị ở đây sẽ bằng 80 cộng 85,5 rồi nhân 3. Chúng ta cộng với 80 rồi trừ 120. Giá trị này sẽ bằng 216,5. Đây là chúng ta tính toán theo mặt cắt đấy của cả đoạn. Các em cũng có thể sử dụng mặt cắt tròn, bạn Ban bạn ấy nói. Mặt cắt tròn này cắt xung quanh điểm E. Thầy mang cái điểm E này ra ngoài. Vậy điểm E này thầy có 3 cái đoạn quy tụ. Vậy moment tại điểm E này thầy cần tìm, thầy ghi là moment M cần tìm. Nào nhớ rằng là khi chúng ta tách nút thì ảnh hưởng của lực cắt và lực dọc không còn nhiều nữa. Khoảng cách các cái phần này cắt ra rất nhỏ. Các cái điểm này tập trung gần như là một điểm. Vì thế mà thầy chỉ cần vẽ mỗi moment thôi. Vậy moment cho cái phần dầm ở phía trên phải, thầy có giá trị của nó bằng 120 tăng tới trên, vậy thầy để tới đây 120. Còn ở phần thanh xiên này thì moment căng tới dưới, vậy moment này đi từ dưới lên. Giá trị bằng 336,5. Vậy các em nhìn thấy cái moment tại M này, nó phải có cùng chiều với cái chiều moment bé là 120, giá trị bằng 336,5 trừ 120. Và em tính ra thì giá trị cũng sẽ ra bằng 216,5. Và giá trị dương, vậy căn cứ dưới. Vậy tại đây chúng ta đặt một giá trị. Gọi nó là 216,5. Vậy hai cách này, moment ở cái điểm E bên trái này, các em tính toán cho phương pháp nào? Cắt ra rồi tính, hoặc là cách. Tương tự như vậy chúng ta có thể vẽ được biểu đồ moment trên thanh AD. Ban làm nốt cho thầy cái thanh AD này nào. AD đầu A bằng mấy? Thanh AD đầu A bằng 0 ạ. À, moment tại A bằng 0. Moment tại D bằng mấy? Moment tại D bằng VA nhân 3 bằng 373,5. 373,5. Căng thừa bên dưới đúng không? 373,5. Moment trên này không cần treo, chỉ cần nối lại. Và chúng ta có biểu đồ moment trên thanh này. Rồi. Còn lại thanh CD, moment trên thanh CD chúng ta cũng vẽ bằng cách tương tự. Tại C chúng ta lấy bằng 0. Còn tại điểm này moment bằng mấy? Tại đây bằng 30 nhân 3 nhân với cánh tay đòn là 3 phần 2 bằng 135. 30 nhân với 3 rồi nhân với 1,5. Và căng tới trên là chỉ được mấy? 135 ạ. 135. Treo QL bình trên 8. Ta treo một giá trị bằng QL bình trên 8. Vậy chúng ta thực hiện một cái đường nối. Đường này vì bây giờ tải trọng chúng ta là tải trọng phân bố, ta không thể lấy cái đường này là đường biểu đồ moment được, chúng ta phải treo. Vậy tại điểm giữa của đường này chúng ta treo một tung độ. Đầu tiên muốn treo chúng ta cần phải biết giá trị tại tung độ này trước. Tại trung điểm của điểm này thì 135 chia đôi nó chính bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 60. 135 chia đôi bằng 67,5. Treo bao nhiêu ở Ban? Treo 33,75 ạ. Treo 33,75. Vậy treo này nhỏ hơn giá trị tung độ đó, vậy thì tung độ treo này chưa xuống ở dưới này được. Vậy sau đó chúng ta chỉ cần thực hiện ba cái đường cong parabol. Thầy vẽ đường cong này qua ba điểm, điểm MA, MB và điểm tung độ treo. Thì đây chính là biểu đồ moment trên hệ, xin lỗi, trên né thanh CD. Rất là dễ dàng như vậy, không có gì khó khăn. Vậy việc còn lại chúng ta chỉ cần tìm moment tại điểm D ở bên phải trong phần dầm này để chúng ta vẽ nốt moment trên đoạn này. Vậy các em cũng thực hiện bằng cách, một là chúng ta dùng mặt cắt cắt qua đây rồi xét cho phần trái hoặc phần phải tùy các em, hoặc là chúng ta dùng mặt cắt vòng qua đây rồi cân bằng nút. Mặt cắt cân bằng nút thì nó dễ hơn. Có thể là nếu chúng ta cân bằng nút thì giá trị tại đây chúng ta sẽ tính toán thông qua moment tại đầu bên trái là bằng 135 căng thứ trên
Giá trị ở đây chúng ta sẽ có là 373,5 căng thứ dưới. Vậy cái này quay cùng chiều, cái này quay ngược chiều. Vậy thằng này để cân bằng được thì có giá trị làm sao đó và chiều làm sao đó để cho cái nút này không xoay. Và thầy phát hiện rằng chiều nó phải chiều cùng với chiều thằng nhỏ hơn. Giá trị là hiệu số của hai thằng. Giá trị bằng bao nhiêu em? 238,5 238,5. Và nếu theo chiều như thế này là đi từ dưới lên, vậy căng thứ dưới. Vậy giá trị này thầy lấy giá trị bằng 238,5. Vậy thì moment trên cái thanh này sẽ được vẽ bằng cách là đầu tiên chúng ta nối lại. Bài toán bây giờ sẽ là bài toán số 3. Để thầy nối cái bộ kia. Bây giờ thầy sẽ nối hai cái đường này lại. Và nhớ rằng là chúng ta phải treo vì trên này có tải trọng tập trung. Tải trọng tập trung đặt ở đâu? Trường hợp này đặt ở ngay ở giữa thanh. Vậy thì điểm treo của nó cũng phải treo ở trên cái đường nối ở giữa này. Vậy từ đây chúng ta treo xuống một đoạn theo chiều của tải trọng. Vậy chiều cái giá trị treo này bằng PAB trên L. P ở đây bằng 80. Rồi nhân với A ở đây chúng ta có đoạn này bằng 2, tức là B bằng 2. Vậy thì A chính là khoảng cách từ 80 đến D, tức là đầu trái. Vậy A ở đây cũng bằng 2. Vậy PAB trên L chính là 3, 80 nhân 2, nhân 2, rồi chia 4. Vậy thì muốn biết được giá trị tại đây bằng bao nhiêu thì chúng ta cần phải tìm được giá trị tại đây. Tại đây chính là trung điểm của cái đoạn này. Chúng ta tính toán bằng cách là lấy trung bình cộng. 238,5 cộng 1 cộng 216,5 chia đôi bằng mấy? 238,5 cộng 216,5. Rồi, chia đôi, ta sẽ có bằng 227,5. 227,5 rồi cộng thêm cái giá trị. Cái treo này tính bằng bao nhiêu bạn? 80. 80, bằng luôn 80. Vậy chúng ta cộng thêm 80 nữa thì giá trị ở dưới này nó chính bằng 227,5 cộng 80. Cái này nó chính bằng 307,5. Và chúng ta chỉ cần thực hiện nốt cái đường nối. Đó là hai đường thẳng nối giữa MA và treo. Và điểm treo này với MB. Vậy thì biểu đồ moment của nó được dựng. Biểu đồ moment này các em có thể tìm ra biểu đồ cắt bằng công thức. Thầy sẽ không dạy cái cắt này nữa. Cắt này các em tự vẽ. Chúng ta dừng tại buổi. Có ai có hỏi gì không? Có ai vẽ ra kết quả khác không? Rồi. Không có kết quả khác thì chúng ta đi làm một bài khác. Điều bài này lại. Phần này chính là phần ôn tập. Tiếp theo chúng ta sẽ làm một cái bài liên quan đến hệ ghép. Ghép thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái hệ này luôn. Để em nắm được cái phần tính toán hệ ghép. Giả sử thầy có một cái khung như thế này. Vậy thay vì chúng ta có lực 40 nằm đây. Thì giả sử tại đây thầy có cái khớp. Khớp này để thầy nối vào trong hệ này một cái hệ dàn. Đấy. Thầy sẽ lấy trong sách ra một cái bài toán hệ dàn.
thể làm được. Giả sử thầy có cái hệ dàn dàn này nó đứng trên trái đất thì kiểu như thế này, bây giờ thầy muốn gối nó lên hệ kia, thầy chỉ xóa cái kết nối đất này, nếu thầy chuyển liên kết này sang bên phải này một chút để đi. Rồi. Với hệ dàn này thì sẽ cho nó nối vào hệ à. Ví dụ chúng ta cho nó nối vào khung nó một cái dàn như này. Cái P này chúng ta đặt bằng 80. Chiều dài này thì gọi là bằng 3 mét, từ đây đến đây bằng 3 mét. 2D này cũng bằng 3 mét. Ở đây rõ ràng là một hệ ghép, và nếu thầy gọi cái điểm bên này là điểm G thì các em hoàn toàn có thể nhận ra được 1, 2, 3, 4. Mỗi đoạn này là D, mỗi đoạn này là 1,5 mét, bỏ cái 8D ở dưới này. Với cái này nhận thấy cái hệ này chúng ta trên một hệ ghép, ghép từ hai hệ. Đó là hệ ACD, EFD và hệ FG. Và bằng cách mà thầy vừa cấu tạo như này thì các em dễ dàng nhìn thấy là cái hệ ACDF là hệ mà tính được. Và nó là hệ chính bởi vì nó tự. Và rõ ràng khi tách ra khỏi hệ chính này thì cái hệ FG nó không tự. F này nó phải tựa lên trên hệ chính của nó thì nó mới được. Vậy trong quá trình tính toán chắc chắn các em phải tính toán cái hệ FG trước. Vậy để tính toán FG chúng ta tách nó ra và thay thế cái liên kết ở F bằng một liên kết. Liên kết này là liên kết phải tương đương với liên kết ban đầu. Cụ thể liên kết ban đầu đây là một liên kết khớp. Vậy thầy thì thay thế là một liên kết đối tượng cố định. Thì sẽ có hai thành phản lực F. Vậy các em tính toán bài toán dàn này với VF và HF giống như bài dàn thông thường chịu tải trọng P bằng 80 kN. Sau đó chúng ta sẽ lại dồn tải trọng. Ta tính toán phản lực rồi tại F rồi chúng ta sẽ chuyển phản lực đó. Và tính toán hệ dàn thì giống như chúng ta tính toán cái bài dàn thông thường ta đã tính hôm trước thì khác biệt. Còn tính bài khung ta cũng tính toán tương tự cái hệ mà chúng ta vừa mới tính trước. Với lực đứng tại F bây giờ có thể không phải bằng 40 kN như lúc trước chúng ta tính, có thể khác đi. Thì đương nhiên nội lực trong hệ cũng sẽ khác đi bởi vì phản lực tại A và B cũng khác nhau. Gợi ý cách tính là như vậy. Các em bây giờ sẽ cụ thể hóa bằng các giá trị. Vậy yêu cầu là tìm phản lực tại liên kết F giữa hai hệ cho các em tính toán lực trong các thanh dàn đánh dấu trong bài toán dàn đã học và vẽ biểu đồ moment uốn trong hệ khung với phản lực tính được
BF tại F tính được đàn. Và việc tính toán này thì tương tự những gì mà các em vừa thấy. Và thầy vẽ vẽ cho các em. Rồi, làm nhé. Phải tìm phản lực liên kết tại F giữa hai hệ. Toán hệ giản, hệ giản này đương nhiên các em phải tính phản lực tại G nhất, tính nốt phản lực tại G tại tính phản lực chỉ là tính lực trong các thanh giản đánh dấu bài toán giản đã học. Sau khi toán phản lực còn các biểu đồ moment trong hệ khung với phản lực là tính tại F hệ dàn sau khi tính phản lực tại A và B thì đã học. Điều cái này lại là ôn tập tính toán hệ ghép. Các em làm đi. Ta có thể ghép hệ khung với hệ dàn, ta có thể ghép hệ dàn với hệ dàn, hệ khung với hệ khung, hệ ba khớp dạng khung với hệ ba khớp dạng dàn. Ta có thể làm rất nhiều. Về cơ bản cách tính là giống nhau.
thời bài này cái nỗ lực thanh CD có nào anh chẳng nghe em nói gì cả, em nói lại em bị giận lắm. Đâu thì nghe em nói vậy à, được rồi đấy, nói lại xem nào. Bạn nghe bạn chưa nói gì không? Để chẳng nghe thấy cái gì cả. Chiến có cách nào tính nhanh được nội lực thanh CD mà không cần tách mắt dàn lần lượt hay không? Thì em muốn hỏi là có cách nào để tính nhanh, có mặt cắt nào để tính nhanh được cái thanh CD mà không cần phải tách mắt hay gì? Dạ vâng. À, thanh CD thử xem là có những mặt cắt nào cắt qua nó mà có thể là có đơn giản. Tách mắt thì em luôn tính được đúng không? À, cùng xem cái phần mà mặt cắt đơn giản này có thanh nào cắt qua. Là để tìm CD. Nào, giả sử thầy tính được VE, VF rồi nhé. Thì nói VE, VF, HF và VG. Tách thằng này ra đã để tính cho nó dễ, để nói chuyện. Vệ phụ này tính đơn giản, cắt nó ra rồi. Thì tại E này, tại F này chúng ta thay thế nó bằng một cái đối tượng cố định. Còn nếu mà cắt ra luôn chúng ta thể thay thế vào đây. Phản lực VF và HF. Tương tự như thế đó các bạn cắt cái phần cái đại chính thì các cái thành phản lực nó sẽ có hướng chiều ngược lại. Để tính cho đúng cắt nốt cái này ra khỏi trái đất. Là như thế đó, lúc trước nếu các bạn mà không phân tích chính phủ thì các bạn vẫn làm được. Các bạn tách hết tất cả các cái phần dàn này với lại tách tất cả các cái hệ dàn với lại khung ra ngoài thành các hệ độc lập, sau đó là chúng ta viết các cái thành phần phản lực tại khớp. Chúng ta có hai thành phần VF và HF. Và sau đó chúng ta sẽ tính toán phản lực, thì các em nhìn thấy là các bạn chỉ có thể tính toán trên hệ dàn này trước mà thôi, không thể tính trên hệ khung trước được, vì hệ khung này chúng ta có 3 thành phần phản lực với đất cộng thêm với lại 2 thành phần phản lực trên hệ phụ xuống, chúng ta có 5 phản tất cả không tính được. Vì thế mà nó là hệ chính đấy, không tính được đâu, chúng ta phải tính trên hệ này trước, chúng ta có 3 phản lực thôi. Thì nhìn vào đây chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy cái VG này bằng bao nhiêu, VS này bằng bao nhiêu. Tỷ lệ này là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy 6 thằng này có 4 thôi. Vậy thì VG dễ dàng nhẩm được nó chính bằng 4/6, 80. Vì lực này là bằng tay đòn 4, còn tay đòn của VG là 6. Vậy 4D trên 6D nhân 80. Và tương tự như thế VF thì bằng khoảng cách từ đây, đây là 2D, vậy chúng ta có 2/8. Rồi HF thì dễ dàng nhận thấy bằng 0. Nào câu hỏi của bạn bây giờ, làm nào để tìm được các cái thanh đánh dấu? Nào cái thanh AB thì dễ dàng tính được, vì các bạn cắt tại đây ra thì chúng ta sẽ dễ dàng thấy là mặt cắt này mặt cắt đơn giản có 3 thanh. Còn với CD thì sao? CD này thì thấy rằng là cái mặt cắt này cắt qua 4 thanh chưa tìm ngay được. Mặt cắt này cũng cắt qua 4 thanh chưa tìm qua được. Vậy không có mặt cắt tách mắt nào gần với cái này cả. Cắt qua đây xem sao. Cắt qua đây chúng ta có 1, 2, 3, 4 thanh. Vậy cũng không tìm ngay được. Vậy các em phải phối hợp thôi. Cắt qua thanh nào. Nếu như mà mặt cắt này chẳng hạn xem sao. Mà cắt qua cái thanh này. Ta nhận thấy rằng nó cũng có các cái thanh 1, 2 thanh quy tụ với nút này, tuy nhiên là có cái thanh này chưa biết. Vậy thì kiểu gì chúng ta đều có mặt cắt mà cắt qua 4 thanh, không có mặt cắt nào mà cắt qua cái thanh của chúng ta. Chúng ta đã có cái phần gọi các thanh còn lại quy tụ cả.
Vậy không có mặt cắt nào, thầy chưa nhìn thấy mặt cắt nào mà nó cho phép chúng ta trở thành một cắt đơn giản, tức là các thanh còn lại ngoài thanh CD là được quy. Chính vì thế mà em buộc phải tính toán thêm. Thể ở đây chúng ta có thể ngắm nghía một chút. Ví dụ như mặt cắt số 1 này thầy dùng thể cắt. Thì muốn tìm được thanh CD này thì thầy thấy cái thanh C, thầy gọi E, CD E này là 1, 2 đi. Cái thanh C2 và thanh B2, B1 này song song với nhau. Vậy thì để tìm được cái giá trị của CD, thầy có thể lấy trình cân bằng moment tại điểm này. Vậy thì thầy cần phải tìm thanh C2 này trước. Còn nếu mà thầy cân bằng moment tại điểm giao giữa C2 và cái thanh ngang này, là điểm này, thầy cần phải tìm cái thanh B1. B1 này gần nút A này hơn, nên vậy sẽ tìm thanh B1 cho nó tiện. Thanh B1 này tìm được không? Thanh B1 này tìm được. Có thể dùng mặt cắt. Ví dụ, thầy dùng mặt cắt này. Dùng mặt cắt này bởi tìm thanh B1 này thì rõ ràng nó cũng phải cầm mặt cắt này phải qua 4 thanh. Vậy để tìm cái thanh này thì thầy có thể xét cái phương trình cân bằng moment tại điểm 2, 3, 4 thanh giao tại hai thanh chưa biết. Ví dụ trường hợp này với cái mắt A này thầy đã tính thanh AB thì thầy hoàn toàn có thể tính được cái thanh A, thầy gọi là thanh A3. Vậy A3 chắc chắn tính được từ mặt cắt này. Điểm tính thì có thể thấy ngay nó bằng chính bằng VF. Rồi góc nghiêng của thằng này có thể tính là bằng 45 độ và chính bằng VF trên căn 2. Giá trị của A3 thì tính được. A3 tính được thì cái mặt cắt còn lại qua cái thanh mặt cắt số 2 này mà cắt qua thanh BC, cắt qua thanh B1, cắt qua thanh này, ta có thể có 3, có thể giải được 3 cái ẩn số. Và cái thanh mà thầy cần tìm là cái thanh B1, thầy có thể chiếu lực này lên vuông góc của thanh BC và thanh 3-4 chẳng hạn, có thể tìm được thanh B1. Vậy B1 tìm được thì thầy sẽ tìm được nốt thế. Vậy câu trả lời là không có mặt cắt nào tính nhanh được, em cần phải phối hợp thêm các mặt cắt khác. Để ở đây cụ thể chúng ta phải dùng 3 mặt cắt. Còn nếu em dùng tách mắt thì em phải tách mắt này trước, sau đó tách mắt này, sau đó tách mắt này, tách mắt này, tách mắt này, tách mắt này. Phải tách mắt, em phải tách 6 mắt tất cả mới tìm được thanh CD. Mặt cắt đơn giản 3 mặt cắt. Quý Danh có câu hỏi gì ạ? Em thấy cái mắt ở ngay dưới B thì mình có thể tách thứ luôn đúng không ạ? Mắt ở ngay dưới B làm sao cơ? Có thể tách ra được luôn đúng không ạ? Thì cái... À ừ, mắt căn này thì em có thể tính... Không. Ừ, em tính ngay thanh này bằng 0 đúng không? Thì cái thanh chéo B1 nó cũng bằng 0 luôn. À, thông minh. Vậy thì với thanh này bằng 0 thì thanh này cũng bằng 0 luôn. Ok, vậy thì thay cho việc em dùng mặt cắt 2, mặt cắt 3 thì em dùng mặt cắt tách mặt này, mặt 1 này, rồi cắt mặt này, mặt 2, rồi sau đó dùng mặt cắt này để tính. Vậy thì em có thể dùng bao nhiêu mặt cắt tất cả? Em có thể dùng 3 mặt cắt số 1, mặt cắt số 4 và mặt cắt số 5. À đâu, 4 không cần, cắt số 4. 4 đây, 5 đây. Vậy thay em có thể tính toán 1, 2, 3 hoặc là 1, 4, 5 đều phải dùng 4 mặt cắt cả. À, xin lỗi, mặt 3 mặt cắt cả. Đúng anh? Dạ vâng ạ. À, ok. Vậy chúng ta có thể phối hợp mặt cắt tại 1, rồi sau đó phối hợp với 2 mặt cắt tách mắt, hoặc là phối hợp mặt cắt 1, mặt cắt 2, rồi mặt cắt 3. Được, thì cũng được. Rồi. Vậy sau khi mà tính toán dàn này xong thì chúng ta tính toán khung. Cái khung này giá trị này dễ dàng nhận thấy nó bằng 80 chia 6. Để chia 6 chúng ta bằng bao nhiêu? 41/3. 80/3. Vậy các em đặt một cái lực 80/3 vào cái điểm F này thì tính xuống dưới. Vậy bài toán nó cũng giống như bài toán lúc trước, chúng ta tính toán lực 40 thôi. Xem nào. Có câu hỏi gì?
Em có hỏi gì không? Không hỏi gì thì hy vọng các em làm được bài này. Rồi Duy Anh, em làm xong phần khung chưa? Làm phần khung em chưa ạ? À, có khó khăn gì không? À, em tính, em đang tính ạ, cũng được ạ. Thu Hương, em làm xong chưa? Em làm xong rồi ạ. À, ok, có vấn đề gì không? Không ạ. Ừ, vậy thì riêng cái phần chương 2 này tính toán nội lực, trong hệ tính toán phản lực, toán moment lực cắt lực dọc, cái biểu đồ, em có hỏi gì không Hương? Có gì khó khăn hay là phức tạp trong quá trình tính toán không? Chắc là có phần lực cắt thì đến lúc vẽ biểu đồ là phải tính lại thì nó hơi mất thời gian chút thôi ạ. Lực cắt là phải tính lại, tại sao lại phải tính lại? Tức là nó không giống như là cái phần lực dọc ấy ạ, nó không giống như lực cắt là mình suy từ biểu đồ moment ngay luôn ấy. Mình phải tính là nó hơi mất thời gian thêm một chút rồi. Lực dọc tại sao lại phải tính nhỉ? Lực dọc em cũng chỉ tách nút giống như là cái phần lực cắt thôi chứ nhỉ? Vâng, tại vì em thường hay suy lực cắt từ biểu đồ moment luôn ấy. Ừ, lực cắt từ biểu đồ moment luôn thì em không cần phải tính cái gì nữa đúng không? Nhưng mà từ lực cắt em có thể suy lực dọc được ngay bằng các cái phương pháp tách nút. Em tách cái nút cứng ra, em cân bằng của nó giống như em cân bằng nút cứng cho cân bằng moment cho nút cứng, thì bây giờ em cân bằng lực theo phương ngang phương đứng cho một cái nút thì em có thể tìm lực dọc trong các thanh quy tụ vào đấy. Nó giống như trong ra nó tính toán trong cái này nó hơi mất thời gian hơn một tí đó. Mất thời gian hơn một tí so với cái gì? So với việc là mình sẽ suy được lực cắt luôn từ biểu đồ moment ra luôn đấy ạ, chứ mình à, tức là ý em muốn nó là vẽ biểu đồ bằng lúc vẽ biểu đồ ấy ạ. Ở tức là khi vẽ biểu đồ lực cắt và lực dọc thì em thấy biểu đồ lực dọc thì vẽ lâu hơn lực cắt gì? À, ok, thì đương nhiên rồi, trong lực cắt thì em chỉ cần tìm công thức thôi. Còn thầy tưởng em đang so sánh với cái phương pháp dùng mặt cắt để cắt điểm một thì thầy nghĩ là nếu mà dùng mặt cắt mà cắt từng điểm để tính toán thì cũng còn lâu hơn. Ok, vậy thì cái lực dọc thì may mắn ở cái là cái phần lực dọc trong hệ khung chúng ta lại không không quá thật sự vai trò nó không quá quan trọng trong quá trình mà chúng ta tính toán. Thông thường thì biểu đồ moment là cái biểu đồ mà trong hệ khung ta quan tâm đến nhiều nhất. Còn đương nhiên là chúng ta biết cách để tính toán lực cắt, chúng ta biết cách tính toán lực dọc, nếu chúng ta nào cần đoán chúng ta sẽ tính toán. Rồi, phải tạm thời như thế. Thầy nghĩ là với những cái gì mà chúng ta đã ôn tập lại, những gì chúng ta học, chúng ta cũng đã qua những phần mà tính toán. Cái câu 2 thì thầy nghĩ là cái phần tính toán nội lực trong hệ là phần khá là quan trọng và gần như là cái phần mà chính của cái phần cái cấu 1 này, thì các em thầy nghĩ các em có thể làm được. Sự là không có gì khó. Kỹ năng viết mặt cắt, viết thành phần phản lực rồi viết phần cân bằng. Bạn nào mà đến thời điểm này mà vẫn chưa làm được thì thầy nghĩ là các em không thực tập, không không thực hành làm nhiều đến mức mà chúng ta có thể quen được. Rồi, trước khi chia tay chúng ta có hỏi gì không? Nếu không có hỏi gì, chúng ta nghỉ nhé. Chào các em. Em chào thầy ạ.